Đầy hoang sơ và yên bình. Thành phố Móng Cái không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên hữu tình và nên thơ, mà còn có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách như cửa khẩu quốc tế Việt Trung, đảo Vĩnh Thực và sân gôn Vĩnh Thuận. Và ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt về chính trị, kinh tế và văn hóa, không chỉ đối với người dân thành phố Móng Cái, mà còn là niềm tự hào của nhân dân cả nước đối với bạn bè quốc tế. Và ngay bây giờ, tôi sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá điểm mà tôi vừa nhắc đến. Trước kia, đền có tên gọi là Đàn Miếu Xã Tắc Đại Vương. Đền Xã Tắc hiểu theo nghĩa hẹp là đền thần đất, thần nông, theo nghĩa rộng là giang sơn, đất nước. Ý nghĩa của ngôi đền đã vượt ra khỏi phạm vi thờ thần của một làng hay một vùng mà trở thành nơi thờ thần của non sông. Với vị trí trọng yếu ở vùng đất biên ải, đền Xã Tắc như một cột mốc văn hóa vững bền
khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Với những giá trị về văn hóa lịch sử, vào ngày 4 tháng 11 năm 2020, đền Xã Tắc đã trở thành di sản vật thể, được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia của thành phố Móng Cái. Theo những nội dung ở trên những văn bia cổ mà còn lưu giữ ở trong đền thì đã được các nhà sử học, các nhà vị Hán Nôm nghiên cứu và có thể xác định được đền Xã Tắc chúng ta được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều đại nhà Trần. Theo những lời kể của các cụ cao niên còn sinh sống ở trong khu vực kể lại thì trước kia đền Xã Tắc của chúng ta được xây dựng ở trên bờ sông Thác Mang, tức là sông Ca Long ngày nay, với quy mô khá là lớn. Và vào đầu thế kỷ thứ 20 thì sau một lần bão lớn thì đền đã bị sạt lở và hư hỏng. Và chính vậy người dân đã di chuyển ngôi đền chúng ta từ phía bờ sông Thác Mang về phía ngã ba Sanh Nguồn tại vị trí hiện nay với quy mô nhỏ hơn trước. Và chính vì vậy đền Xã Tắc của chúng ta có một tên gọi khác, đó chính là Miếu Xoáy Nguồn. Qua thời gian thì đền đã được trùng tu xây dựng rất nhiều lần, và một lần lớn nhất đó là năm Kỷ Mão 1879. Và sự kiện này cũng đã được khắc ở trên những tấm bia cổ mà còn lưu giữ trong đền, như các nội dung của nhân dân đã quyên góp và để xây dựng nên ngôi đền chúng ta ngày hôm nay. Và với giá trị lịch sử văn hóa như vậy mà cũng là để đáp ứng được cái mong mỏi của nhân dân có một nơi thờ tự khang trang quy mô, thì vào năm 2009 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đề án là trùng tu và tôn tạo đền Xã Tắc với rất nhiều các công trình hạng mục, và như ngày nay chúng ta đang đứng ở đây. Và đền Xã Tắc của chúng ta hiện nay được xây dựng trên một khuôn viên có diện tích là 20.000 m², trên một nền đất cao hướng nam, và phía đông của chúng ta là giáp với bờ sông Cao Long. Và như chúng ta đang đứng hiện nay chính là khu vực đền chính của đền với diện tích là 308 m², được xây dựng theo hình dáng chữ công, mái lợp ngói phải rồng, tường xây gạch và chủ yếu bằng gỗ lim. Thì ngoài khu vực đền chính của chúng ta thì còn có các công trình phụ trợ khác. Từ ngoài chúng ta vào đây là chính là cổng nghi môn ngoại, cổng nghi môn nội. Ngoài ra còn có nhà tả vu, nhà hữu vu, lầu chiêng, lầu trống, cùng rất nhiều các công trình như là hiện vật do các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đồng chí lãnh đạo cao cấp cũng như là nhân dân khi đến với đền đã cung tiến về cho đền. Đền Xã Tắc hiện thờ Tam Thánh là Xã Tắc Đại Vương, vốn là thành Hoàng Châu Móng Cái xưa. Cao Sơn Đại Vương, thần chủ về văn hóa nước Đại Việt. Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, anh hùng dân tộc triều đại nhà Trần.
nay thì đoàn nhà mình gọi là quê hương đến đây, nói thật đấy các bác là em cũng từ Hà Nội em về các em thấy nghe thấy bảo là các bác đi ra ngoài này tham quan cung các thứ thì em từ trên em về đây thì cũng tôi thì cũng rất là quan hỉ và thấy anh em thì gọi là quê hương đến đây thì cũng là chỗ Hải Việt là cũng là chỗ anh em bạn bè thì tôi thì hôm nay quay đoàn đến đây thì cũng mời anh em đến đây để đi thăm chùa vãn chùa vãn chùa được 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 vãn chùa thank you.
Cái có tên gọi là Mang Nhai. Đây là một thành phố có vị trí địa lý thuận lợi, có vai trò chiến lược quan trọng về địa chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại, với đầy đủ cửa khẩu quốc tế trên biển và trên bộ, kết nối Việt Nam với Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. Thành phố đô thị văn minh, chung tay xây đắp thành phố đẹp giàu, sức sống đổi mới đô thị vươn cao. Quê tôi thành phố nơi địa đầu, mong cái dang rộng vòng tay thân yêu đón chào. Có những hàng dương
du biển ngàn đời như lời của mẹ, như lời quê hương. Có những hàng dương du biển ngàn đời như lời của mẹ, như lời quê hương. Có những giọt sương long lanh giữa trưa hè mang hơi thở biển ngọt ngào hương thơm. Có những bờ cát trải dài bên sông, những cánh hải âu bay giữa thinh không. Xa đi địa đầu xa đi, con vọng về ngàn năm nơi đây những dấu tích xưa. Biển ra sao hàng dương xa xa dấu xưa huyền thoại. Xa đi địa đầu xa đi, một vùng trời mênh biển có ngôi tổ quốc Việt Nam. Biển mời gọi lòng mê say ôi ngất ngây tuyệt vời. Biển trời non hùng vĩ. Xa đi, một
một vùng trời miền biển thương ơi Tổ quốc Việt Nam. Biển mây gọi lòng mê say ôi ngất ngây tuyệt vời. Biển trời non hùng vĩ. Biểu trưng Tổ quốc trên vùng đất có biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc. Với mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng từ chính phủ, đây được xem là một công trình có kiến trúc văn hóa độc đáo, khác biệt so với các công trình văn hóa đương đại khác, là điểm du lịch hấp dẫn nhất của thành phố Móng Cái. Cũng là mô hình đầu tư công quản trị tư đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Lực quản lý, bảo tồn và tiếp tục đầu tư để phát huy những giá trị về kiến trúc, văn hóa và lịch sử dân tộc. Công trình đã đạt được 5 kỷ lục lớn nhất hiện nay với chiều cao hơn 34 mét, là cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền có độ cao lớn nhất Việt Nam hiện nay. 8 lá dương cao 27 mét với khối bê tông đúc hình lá cây đồ sộ nhất Việt Nam. Bức tranh gốm sứ hơn 300 mét vuông có đường kính 32 mét, cao 6 mét. Vẻ đẹp và nét đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc được thể hiện trên cụm thông tin biểu tượng Sa Vĩ, khiến ai cũng có thể dễ dàng nhận ra bởi những hình ảnh của đất nước được tái hiện thông qua các bức tranh gốm như trống đồng Đông Sơn, một biểu trưng cho giá trị văn hóa và nhân văn của dân tộc Việt Nam, lễ hội Đền Hùng Phú Thọ, đại diện cho các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, hình ảnh các miền anh miền chị hát dân ca con họ Bắc Ninh tại Hội Lim cùng hàng chục bức tranh sinh động khác, thể hiện nét văn hóa đa dạng, lâu đời của dân tộc Việt qua bao thăng trầm thời gian. Là bức tranh gốm sứ tại biên giới đất liền có diện tích lớn nhất Việt Nam. Quảng trường gần 1.500 m² là quảng trường của cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền lớn nhất Việt Nam. Thank you.
cung dài và ấn tượng nhất của Việt Nam. Nó kéo dài từ mũi Sa Vĩ, địa đầu của Tổ quốc, cho tới núi Ngọc, điểm cuối của bán đảo Trà Cổ. Đây là bãi biển trữ tình được đặt tại một vị trí địa linh ấn tượng, địa đầu của đất nước Việt Nam chúng ta, với bờ biển khoai thoải, cát trắng mịn màng, hàng cây ấn tượng, hàng quán và con người thì rất thân thiện và nhiệt huyết. Thank you.
nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước bởi nó được biết đến như là một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất khu vực Đông Bắc của Việt Nam. Nơi đây được ví như thiên đường mua sắm của Việt Nam với đầy đủ những nhịp sống năng động của một trong những thành phố thương mại chính của đất nước.